Để tải ứng dụng, các bạn vào Apple Store với người dùng trên iPhone hoặc là vào Google Play với người dùng Android. Các bạn gõ tên ứng dụng. Các bạn bấm nút download hoặc là tải về. Hệ thống sẽ mất một lúc để tải về. Hoặc là các bạn click vào link omahome.io sược download thì nó cũng tự dẫn vào Apple Store hoặc là Google Play để tải về. Hiện tại ứng dụng mới chỉ có mặt ở trên Apple Store cho người dùng iPhone. Bản dành cho Android thì bên mình đã upload lên chợ ứng dụng. Tuy nhiên cần mất thời gian để Google duyệt phê duyệt đã. Xin các đạo hữu hoan hỷ chờ đợi thêm. Sau khi cài xong thì các bạn có thể xem các cái video mà mình hướng dẫn đăng nhập tạo tài khoản. Xin cảm ơn và chào các bạn.